Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập giúp cho cái tay phải và tay trái của bạn đồng bộ cực kỳ tốt trong cái kỹ thuật mà alternate picking, tức là kỹ thuật đánh một phím lên một phím xuống. Thì cái bài tập này có cái câu nó rất là nhỏ thôi các bạn, nó chỉ có 8 nốt thôi, tức là hai cái chùm liên 4 thôi, nhưng mà các bạn phải di chuyển tay phím lên xuống giữa các dây rất là nhiều. Chúng ta phải đánh 8 nốt nhưng mà các bạn quay đi quay lại đánh trên cả 4 dây. Có những một nốt đánh trên một dây, các bạn phải di chuyển tay phím ngay và alternate picking liền. Điều này sẽ giúp ích cho bạn rất tốt. Và bài tập này đặc biệt các bạn có thể di chuyển trên khắp cần đàn để các bạn đánh từ dưới trở lên lên trên. Nó rất tốt cho hai tay các bạn đồng bộ nhé. Thì cái câu của chúng ta nó rất là đơn giản như sau. Bây giờ mình sẽ tập ngay vị trí là ngang số 12 cho các bạn dễ hiểu nha, dễ tập theo ha. Bây giờ chúng ta ngay nốt rê của dây rê luôn, ngang 12. Sau đó các bạn đánh nốt la, tức là ngang 14 của dây sol. Là các bạn đổi phím nha, một phím xuống một phím lên nha. Sau đó ngang 13 của dây 2, ngang 15 của dây 2, rồi sau đó ngang 12 của dây 1. Chúng ta có cái nốt như sau. Sau đó các bạn đánh ngược lại là 15, 13, 14. Nó chỉ nhiêu đó thôi. Và chúng ta nhịp theo cái liên 4 nha. 1. Tức là 4 nốt đó ha. Các bạn thấy là tay phải của mình hoàn toàn là một xuống một lên, một xuống một lên. Và cái việc mà đổi liên tục cái vị trí các phím từ dây số 4 đến dây số 1 thì đòi hỏi các bạn phải di chuyển thật là chính xác. Nếu không chính xác rất dễ bị lộn dây ha. Và các bạn nên nhớ là tập chậm và giữ đúng nhịp nó sẽ tốt hơn ha các bạn nha. Tương tự khi các bạn đánh quen vị trí thấy tay rồi, các bạn chỉ cần kéo lên kéo xuống là bạn đánh được. Ví dụ mình kéo vô ngay tới ngay ngang 7 ở đây. 7 9 8 10 7. Rồi quay lại 10 8 9. Và chúng ta đánh thấy tay giống như vậy luôn. Các bạn có thể di chuyển cao lên hoặc là thấp hơn nữa. Chúng ta xuống ngay cái ngang dưới này cũng được. Thì với cái câu này các bạn di chuyển lên xuống khắp trên cần đàn và tập đi tập lại, nó sẽ giúp cho hai tay rất là tốt ha. Thì các bạn có thể đánh theo kiểu chromatic cũng được. Ví dụ như các bạn đánh lần di chuyển lên nửa ngang. Ví dụ mình đánh ngang 5. Các bạn cứ di chuyển lần nửa cung này nè. Lần nửa cung như vậy là bạn đánh được ngay thôi. Thì hy vọng là cái bài tập nhỏ nhỏ này cũng giúp ích cho các bạn trong việc là kết hợp hai tay sao cho nó đồng bộ được với nhau thật tốt. Hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom, và nếu các bạn có nhu cầu học về kỹ thuật guitar điện cơ bản, hãy đăng ký khóa học của Đăng Khoa. Đăng ký một lần, học đóng tiền một lần và học trọn đời. Mình hướng dẫn tất cả các kỹ thuật guitar điện mà phổ biến nhất. Cái đàn mình đang đánh là cây cọt G260CS. Đặc điểm của cây này có một điều rất là tuyệt vời, đó chính là cái cần đàn của nó. Các bạn thấy nó đen đen nâu nâu rồi không? Thật ra cái gỗ nó được xử lý rất cao cấp và theo công nghệ mới, người ta gọi là roasted maple, tức là cái gỗ maple mà nó được nướng, nó được sấy đặc biệt đó các bạn. Nó giúp cho cái gỗ không có bị biến chất biến dạng sau này,
và nó giúp cái cần đàn rất là thẳng ha, ổn định lâu dài. Và những cái cây đàn thường cao cấp người ta mới làm gỗ này, nhưng cái cây cọt G260 này họ đã đưa vào cái phân khúc tầm trung như thế này. Giá cũng rất tốt, các bạn bấm vào cái đường link trong phần mô tả để xem chi tiết cái đàn nhé. Và hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop nếu các bạn có nhu cầu mua đàn guitar, ampli, fur effect, dây đàn, mọi thứ giá rất là phải chăng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé.